Xin chào mọi người đã đến với kênh Ăn Dặm Mẹ Cam. Hôm nay thì mẹ Cam sẽ giới thiệu với mọi người cách làm món bánh sữa chua phô mai rất là thơm ngon và hấp dẫn nhé. Món bánh này thì mình có thể làm cho cả người lớn và em bé, kể cả em bé dưới 1 tuổi vẫn có thể ăn được luôn. Về nguyên liệu thì đầu tiên mình sẽ cần bánh mì sandwich. Với công thức nhân như trong clip này thì mọi người sẽ cần khoảng 10 lát bánh mì. Nguyên liệu tiếp theo thì mình sẽ có sữa chua loại của em bé ăn hàng ngày, sữa đặc và phô mai. Đầu tiên thì mình sẽ dùng cái cối xay hoặc là cái bát bình thường thôi cũng được. Cho vào đây 5 muỗng sữa chua. Cái muỗng mình sử dụng là cái muỗng như trong hình. Mọi người nếu mà dùng muỗng to hơn thì có thể dùng 4 muỗng thôi. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây 3 lát phô mai hữu cơ tách muối của Hàn Quốc. Nếu mà mọi người dùng phô mai con bò cười thì mình sẽ cho khoảng 2 miếng nhé. Với bé dưới 1 tuổi thì mọi người nên dùng phô mai tách muối. Còn nếu mà làm cho người lớn ăn hoặc là bé lớn hơn thì mình có thể dùng phô mai con bò cười. Tiếp theo, nếu mà bé trên 1 tuổi rồi thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng sữa đặc để tạo độ ngọt. Còn nếu mà bé chưa đến 1 tuổi thì mẹ có thể pha một chút sữa công thức và pha với lượng đặc hơn bình thường. Sau đấy thì nếu mà các bạn có máy xay thì mình sẽ xay mịn ra như thế này, rất chi là nhanh luôn. Nếu mà mình không có máy xay thì mình có thể cho vào một cái bát, lấy thìa phết phết nhiều lần cho nhuyễn ra là được. Mọi người muốn tham khảo thông tin máy xay này thì vào cái link mình để ở phần mô tả nhé. Đấy, bây giờ thì hỗn hợp này nó rất là nhuyễn mịn rồi, nhìn rất là thích mắt luôn. Và mình sẽ chuẩn bị một cái túi bắt kem. Nhưng mà hôm nay nhà hết túi vắt kem nên mình dùng cái túi đựng thực phẩm. Mọi người có thể dùng một cái túi ni lông sạch. Mình sẽ lồng vào trong một cái cốc như thế này để cho dễ. Mình sẽ cho toàn bộ phần hỗn hợp phô mai sữa chua này vào trong cái túi này. Rồi bây giờ mình sẽ xoắn chặt miệng túi lại và cho vào ngăn đá tủ lạnh trong khoảng tầm 15 phút. Với bánh mì sandwich thì mình sẽ dùng cái kéo cắt phần viền đi, chỉ lấy phần ruột thôi. Có nhiều mẹ hỏi mình là bé chưa đến 1 tuổi thì có thể ăn được bánh mì sandwich bán ở bên ngoài hay không. Thì theo mình ấy thì cái bánh mì sandwich ở bên ngoài nó có khá là nhiều phụ gia, trong đó còn muối và đường. Tất nhiên là nó cũng ở tỷ lệ nhỏ thôi và khá là nhạt. Cho nên là nếu như mà bé chưa đến 1 tuổi thì mình sẽ không nên cho bé ăn nhiều. Tất nhiên nếu như mà ăn 1-2 lần trên 1 tháng thì cũng không sao hết. Còn nếu mà mẹ có điều kiện hơn thì mình nên là tự làm bánh mì cho bé ăn. Rồi bước tiếp theo thì mình sẽ cán dẹt bánh mì. Mình sẽ lấy miếng ruột bánh mì ra, dùng cái cây cán bánh như thế này và mình sẽ cán dẹt nó ra nhá. Mọi người cứ cán kỹ một tí, đừng sợ dai nhá, không dai tí nào đâu. Bởi vì bánh mì này thì rất là mềm nên là nếu mà mình không cán kỹ thì nó rất là dễ bị rách luôn. Trong trường hợp mình không có cái cây cán bánh như thế thì mình sẽ dùng một cái cốc rất là bình thường, cốc uống nước của mình ấy, mình lăn qua lăn lại như thế này là được. Sau khi lăn xong thì phần viền sẽ có một chút sơ thì mình sẽ tỉa lại cho nó đẹp. Bước tiếp theo thì với mỗi lát bánh mì đã cán dẹt như thế này thì mình sẽ phết cái phần sữa chua hoặc là sữa đặc còn dư ấy, mình sẽ phết lên ba cạnh của bánh mì nhá. Mục đích của việc phết này là lát nữa mình ốp viền bánh thì nó sẽ dính vào nhau hơn. Bước tiếp theo thì mình sẽ gập đôi miếng bánh mì và cái cạnh mà lúc nãy mình không có bôi sữa thì mình sẽ để lại một đầu để lát nữa mình bóp nhân vào. Còn các cạnh còn lại thì mình sẽ dùng cái dĩa ấn mạnh xuống để cho nó dính vào nhau. Mọi người có thể làm cả hai mặt cho chắc và đẹp nhá. Rồi bây giờ cái túi nhân mình lấy từ trong tủ lạnh ra thì mình sẽ cắt một phần góc đi và mình sẽ bơm nhân vào trong cái ruột của bánh mì. Với công thức mình làm trong video này thì sẽ bơm được khoảng tầm 10 nhân bánh. Và mọi người cũng lưu ý là mình sẽ bơm vừa thôi, không bơm đầy quá nhá, bởi vì lát nữa nó sẽ bị trào ra đấy. Sau khi bơm nhân xong thì mình sẽ đóng cái cạnh còn lại của bánh và cũng dùng dĩa ấn xuống tương tự như lúc nãy. Vậy là mình đã làm xong một chiếc bánh rồi. Và đối với người lớn hoặc là các bé lớn hơn một tí thì mình có thể ăn trực tiếp luôn. Còn đối với bé nhà mình đang còn nhỏ mới hơn 1 tuổi thì mình sẽ áp chảo lại qua. Bước áp chảo này thì sẽ làm cho vỏ bánh mì thơm, giòn hơn, không bị dai. Phô mai thì cũng sẽ chảy ra, ăn cũng ngon hơn và an toàn cho hệ tiêu hóa của bé hơn. Cái công thức này thì cho một thành phẩm bánh rất là ngon. Khi mà mình tách ra thì mình sẽ thấy cái nhân nó rất là vừa vặn, không bị đặc quá, không bị loãng quá. Ăn thì có vị rất là ngon, vừa phải, không bị ngọt, không bị chua, mà lại béo béo, thơm thơm của phô mai. Em bé nhà mình thì rất là mê, ăn chiều bé ăn được hết 5 cái luôn. Chúc các mẹ làm thành công và đừng quên ấn theo dõi kênh Ăn Dặm Mẹ Cam để cập nhật thêm nhiều món mới cho con nhé. Cảm ơn mọi người.